Nơi này là nơi nào mà lại khiến cho anh Hói tình nguyện sống ở đây hết mùa đông? Không chỉ tiết kiệm được tiền thuê nhà mấy trăm triệu mà ăn uống nghỉ dưỡng thoải mái vô cùng. Đây là Ivan vừa mới bị vợ đuổi ra khỏi nhà, bị vợ tịch thu hết tiền đành phải tới nơi hoang dã trải nghiệm cuộc sống. Anh ấy định dựng nơi ở bên bờ sông như vậy sau này lấy nước cũng tiện hơn nhiều. Nhưng Ivan cũng rất may mắn, vừa chọn được chỗ thích hợp thì trời đổ mưa. Cũng may anh đã chuẩn bị trước vải chống nước để dựng lều, đốt thêm đống lửa là không lo bị cảm. Sau khi mưa tạnh, Ivan liền vác cuốc ra ngoài đào hố. Anh ấy vừa đào vừa xả hết sự bực tức dành cho con vợ. Không lâu sau đã đào được một hố sâu 3 mét. Sau đó Ivan cưa khá nhiều thân cây bị đổ và khiên về cái hố vừa đào. Sau khi lột vỏ cây, Ivan cắm xuống đất để làm cột trụ. Phần gỗ phía trên được cố định bằng đinh. Ngay sau đó khoan lỗ ở điểm nối và gia cố lần hai để đảm bảo các khúc gỗ không bị đổ. Sau khi dựng xong khung thì tới làm vách. Anh cắm mấy khúc gỗ vào khe. Nhìn thấy vẫn chưa an toàn, anh lại lấy đinh cố định cho chắc chắn. Có thể thấy khung nhà mặc dù có hơi thô nhưng về mặt kiên cố thì lại rất đảm bảo. Sau đó Ivan trộn nước với một chút đất sét để nhét vào các khe hở ngăn gió lùa vào nhà. Mặc dù trông không đẹp lắm nhưng độ kín không chê vào đâu được. Sau đó Ivan lấy vải chống nước phủ lên trên làm mái nhà tạm thời. Vì thời tiết nơi này thực sự rất thất thường. Tuy lượng công việc có vẻ không nhiều nhưng Ivan lại làm tới tối muộn mới xong. Sau khi chỉnh lại lớp vải ở phần góc xong, anh quyết định không ăn để giảm cân rồi đi ngủ luôn. Trước khi làm một giấc, Ivan còn để một tấm gỗ chắn trước cửa. Mặc dù không thể ngăn cản dã thú nhưng có còn hơn không. Anh Hói này thực sự rất khỏe, mới sáng ra là đã tắm nước lạnh để bản thân tỉnh táo và tiếp tục hoàn thiện nơi ở của mình. Sau khi tường được xây xong, Ivan lấy một vài cành cây nhỏ để làm nóc nhà. Sau đó lấy bọc ni lông quấn quanh nơi ở. Anh ấy lấy đất lấp khe hở xung quanh giúp cho nơi ở được ấm hơn. Ngay sau đó Ivan lại lấy mấy miếng gỗ rồi dùng đinh và búa đóng thành một tấm bảng. Chiếc cửa handmade này mặc dù có hơi xấu nhưng đến tối không sợ bị dã thú hỏi thăm. Sau đó cho vải chống nước lên nóc nhà rồi xúc đất lên trên để nén chặt. Trời cũng tối dần, Ivan đã giảm cân 2 ngày rồi nên hôm nay anh quyết định sẽ ăn no thì mới có sức để giảm cân tiếp. Ivan lấy ra nguyên liệu bí truyền rắc lên miếng sườn rồi lấy giấy bạc bọc lại, sau đó đặt lên bếp than để nướng mọi. Lát sau thịt đã chín, mùi thịt lợn thơm lừng ăn kèm với rau sống làm Ivan quên luôn ý định giảm cân. Đồng nghiệp sau khi biết tin Ivan sống trên đảo hoang đã mang đến cho anh ấy một cái lò sưởi cũ. Mặc dù là đồ cũ nhưng trông vẫn rất bền. Ivan lắp xong lò sưởi liền ra ngoài lấy bông cách nhiệt ra rồi nhét vào khe hở giữa các khúc gỗ. Làm như vậy thì lò sưởi mới phát huy hết tác dụng được. Vì ngủ dưới đất quá lạnh nên Ivan quyết định chế tạo một cái giường gỗ. Mặc dù không đẹp lắm nhưng kích cỡ đủ để anh có thể thoải mái co giãn cơ thể. Sau đó châm lửa cho lò sưởi rồi rán hai cái đùi gà cho mình. Sau khi ăn hết thịt thì để lại nước canh hôm sau tiếp đãi bạn bè. Sáng sớm khi anh bạn đồng nghiệp tới, Ivan lấy nước canh để qua đêm ra. Người bạn ngửi thử thì chỉ muốn về luôn. Nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của Ivan. Hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Sau đó Ivan gọi bạn giúp đỡ mình tiếp tục làm nóc nhà. Anh bạn có vẻ cay giái lắm nhưng không làm gì được. Ivan còn không có ý định cho anh bạn nghỉ ngơi. Hai người bận rộn làm tới đêm muộn mới xong được chiếc cửa gỗ. Ivan có lẽ thấy có lỗi với lương tâm nên đành phải lấy ra số thịt bò hảo hạng mua tháng trước rồi cắt thành miếng và nấu chung với rau củ đông lạnh. Đổ thêm tương, cà chua và gia vị. Đặt nồi thức ăn lên rồi đợi nó chín là được. Sau khi ăn uống no nê xong mà người bạn vẫn còn bực tức nhất quyết không chịu ngủ chung với Ivan. Anh ấy đành miễn cưỡng đưa bạn về ngay trong đêm. Sáng hôm sau vừa tỉnh lại Ivan đã thấy màn tuyết trắng. Để tăng khả năng giữ ấm trong nhà, Ivan đi dán một lớp giấy bạc quanh tường rồi sửa lại ống khói. Sau khi làm xong có thể thấy hiệu quả rất tốt. Không lâu sau nhiệt độ trong phòng lên mấy chục độ. Mặc dù lúc này Ivan thấy rất thoải mái nhưng anh ấy muốn hơn thế nên chuẩn bị làm thêm sàn nhà. Ivan cưa một vài khúc gỗ rồi chuyển hết đồ gia dụng ra ngoài, đồng thời quét dọn sạch sẽ bên trong. Đối với những nơi đặc biệt đương nhiên phải xử lý đặc biệt, như vậy mới có thể đảm bảo sàn nhà được kín. Ivan cũng không lãng phí số vụn gỗ còn thừa mà nhét hết vào khe sàn, nhưng phát hiện không có tác dụng gì mà còn làm sàn nhà bừa bộn hơn. Lúc này Ivan mới lấy bông thay thế. Sau khi chắc chắn sàn nhà rất kiên cố thì anh mới chuyển toàn bộ đồ gia dụng vào nhà. Giờ nơi ở của anh đã gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều. Phải nói thời tiết ở đây thất thường cứ như con vợ của anh vậy. Vừa tỉnh lại đã thấy tuyết phủ quanh nhà. Sau khi dọn tuyết trước cửa xong, Ivan liền mang về rất nhiều khúc gỗ để dành chống đỡ qua mùa đông này. Nhìn đống củi tuy nhiều nhưng chỉ đủ dùng trong nửa tuần. Sau đó Ivan quay vào nhà nhóm lửa thì phát hiện lò sưởi bị lọt khí ra ngoài. Ivan sợ hết hồn chim én. Dù gì đây cũng là hàng tặng miễn phí nên anh cũng không dám phàn nàn gì. Ivan nhanh chóng dùng miếng sắt sửa lò sưởi. Hiệu quả sau khi sửa xong không khiến Ivan thất vọng. Không chỉ không bị lọc khí mà hơn nữa nhiệt độ phòng nhanh chóng tăng lên mấy chục độ. Sau khi đổ mồ hôi nhễ nhại anh ấy thấy rất khó chịu, nhưng Ivan không hề hoảng loạn mà chạy tới mặt băng để quét dọn. Gạt hết số tuyết tích tụ trên lớp băng ra sau đó cần rìu đục một lỗ, nhưng xem ra lớp băng này quá dày, mặc dù có rìu vẫn chưa đủ. Ivan đành lấy cưa ra để cưa băng. Đúng là có cưa liền khác hẳn, không lâu sau đã cưa được một hố băng chà bá. Ivan liền xúc hết mảnh băng bên dưới lên sau đó thử đo nhiệt độ nước. Nhiệt độ như này ngâm mình phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Bạn nào là dân tập gym muốn ngâm nước lạnh miễn phí thì nhanh tay inbox cho Ivan nhé.
Sau đó Ivan trở về nhà rồi cho thêm củi vào lò. Cảm giác nóng lạnh xung đột khiến Ivan rất mãn nguyện. Cuối cùng tới giờ ăn nhung, Ivan đã chán thịt rồi. Hôm nay anh định ăn chay. Anh ấy xào khoai tây với hành ăn cho thơm nách. Vì hôm nay được nghỉ ngơi nên lần này Ivan ngủ rất ngon. Tối qua lại có trận tuyết lớn. Chuyện đầu tiên khi Ivan ngủ dậy đương nhiên là dọn tuyết. Anh ấy muốn cải tạo lại cái lò sưởi cũ này, thế là tìm mấy viên gạch rồi xếp ngay ngắn xung quanh lò sưởi. Như vậy không chỉ đẹp mà còn không lo bị bỏng tay. Sau đó Ivan lại kiểm tra cái ống khói, đồng thời gắn thêm công tắc cửa gió. Như vậy có thể tùy ý điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Sau đó anh ấy xúc tuyết bao quanh bên ngoài nơi ở. Anh ấy làm vậy không phải để giữ ấm mà chủ yếu là cho nó đẹp. Sau đó lại tới giờ ăn. Ivan băm hành vào bát thịt, cho thêm tiêu và một ít muối rồi trộn đều chúng lại. Lấy ít nước để nhào bột chuẩn bị làm sủi cảo. Mặc dù có một cái cán bột handmade nhưng anh ấy không biết dùng. Cuối cùng làm cho cái vỏ bánh dày như cái mặt anh ấy vậy. Sau đó thả sủi cảo vào nồi, nhưng còn chưa chín mà Ivan đã nóng lòng vớt ra. Hy vọng hôm nay anh ấy không bị đau bụng ẻ. Mỗi sáng tỉnh dậy Ivan đều cần đi lấy nước. Thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc sống nơi hoang dã của anh ngày càng khó khăn. Mặc dù có cưa hỗ trợ nhưng lớp băng còn dày hơn độ dài của chiếc cưa. Cuối cùng anh ấy vẫn phải dùng rìu để phá băng. Ngoài ra Ivan còn cần thu gom đủ số gỗ. Mặc dù công việc ngày nào cũng như vậy nhưng anh ấy rất hưởng thụ cuộc sống này. Bữa sáng hôm nay là gà đấu với cà rốt, nhưng anh ấy rất kén ăn, bỏ hết phần rau chỉ ăn thịt gà. Sau khi bổ sung đủ calo, Ivan quyết định làm một cái bồn rửa mặt trong nhà. Chứ ngày nào cũng phải đập băng lấy nước thì ai mà chịu cho nổi. Đầu tiên anh ấy sẽ cưa mấy khúc gỗ lớn, sau đó cưa thành từng miếng nhỏ. Để cưa đủ số gỗ cần dùng, Ivan đã phải bận rộn tới tận đêm muộn. Mà mùa đông của nơi này cứ tới đêm là có tuyết rơi. Để mau chóng xây dựng bồn rửa mặt, Ivan lột hết vỏ cây ngay trong đêm luôn. Sau đó nhịn ăn tối mà bắt tay vào chế tạo luôn. Đầu tiên Ivan lấy máy bào để xử lý sạch sẽ hai viền gỗ, sau đó cố định lên vách tường và gắn bồn rửa mặt lên trên. Trước khi cố định cần căn chỉnh cho chuẩn rồi mới bắt đầu gắn vít chắc chắn. Mà cái bàn bên cạnh vừa hay có thể làm kệ. Sau khi ốp hết gỗ xung quanh thì cái bồn rửa mặt handmade của Ivan đã hoàn thành. Cuối cùng là nối với ống nước ở bên dưới. Mọi người thử đoán xem nước sẽ được xả đi đâu. Bên trên gắn thêm một bình chứa nước bằng chất liệu phản quang vừa có thể soi gương luôn. Sau khi lắp xong vòi nước, Ivan xử lý sạch sẽ vụn gỗ xung quanh. Để hôm sau vừa tỉnh dậy có thể rửa mặt, anh ấy vội đi lấy nước ngay trong đêm. Mặc dù lớp băng vẫn dày như cái bản mặt anh vậy, nhưng lần này Ivan có máy khoan. Khi lớp băng được xuyên qua thì liền có nước. Ivan xử lý phần nước bẩn phía trên và lấy được một xô nước đầy, rồi đổ vào bình chứa. Nơi ở tạm bợ bỗng chốc hóa thành khách sạn 5 sao. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh không độ liền kéo anh trở về lại hiện thực. Nhưng nhờ có bình chứa nước đã giúp việc nấu ăn cũng tiện hơn nhiều. Anh ấy rửa sạch khoai tây và gọt vỏ, rồi đặt vào nồi đun chín là có thể ăn. Món ăn hôm nay vẫn là thịt nấu với hành, cho thêm chút muối tăng hương vị. Trong lúc chờ đồ ăn chín, Ivan ra ngoài lắp máy quay theo dõi để tiện quan sát dã thú. Sau khi thưởng thức bữa ăn xong thì chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau vừa tỉnh lại đã được rửa mặt, sau đó chuẩn bị về nhà và không thấy quay lại nữa. Không biết ở Việt Nam mình có nơi nào giống như nơi này không mọi người? Nếu có thì nói cho mình biết bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. T91 Vlog xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Mãi yêu!